tầm sao cho nó chắc thế này nè. Hai ngón tay hang rồi đánh. 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 Cái muỗng nó không chắc. Chắc thì phải cái này phải tập, anh biết phải tập. Ừ. Nó không kêu nữa thấy không? Nó lép nữa. Thấy không? Thì cái tay này, mọi đặt cái túi như này. Này cái này, anh không đủ như này. Này, cái này rồi quấn xuống. Rồi bây giờ đó đánh mình kéo cái tay mình để cái tay như vậy nè, mình kéo nhẹ nhẹ nhẹ. Càng khích thì nào thì càng tốt đấy. Mình cho nó đừng đụng. Nó càng gần nào thì nó càng kêu dễ nữa. Mà đừng đụng. Cái này nó lít xe xuống nè. Đang tăng lên nè. Nè, nè. Đừng quay nè. Cái tay anh nó không đụng như thế này. Cái tay này đụng, cái tay này nó luôn luôn làm nhớ có một cái fix cái đụng đẩy. Và em hai cái đụng đẩy là vì cái tay em này, cái này nè. Nè. Nó bự quá rồi thì nó không thể nào nó kêu được hết á. Cái này nó rớt 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 từ từ xuống này nè. Đúng rồi, bắt đầu. Nó rớt kêu gì đó, nó làm gì nó cũng kêu. Nè, đấy nè. Cái tay anh tạo nè, không đụng đây hết. Giống như anh kẹp vô trong này nè. Anh kẹp vô. Banh ra, banh nó ra. Nè. Ừ. Dạ. Bắt nó tay ra. Cầm tay cũng cầm chưa đủ. Đụng nhau rồi. Đúng thấy không? Hãy cho nó sống đừng đụng nè. Đụng mà gần, không đụng mà gần. Đúng thấy không? Đụng nhau thấy không? Vẫn chưa cầm được thành ra nó. Đó. Em phải kéo nhẹ thôi. Không, tại vì khi em kéo vậy thì em ép hai cái muỗng nó dính vào nhau. Đó, nè, anh cầm hoài, bây giờ muốn làm sao nó cũng kết kết nhau, có một khoảng giao giống nhau hoài à. Thấy không? Dạ. Cái khó là khó chỗ đó thôi. Đó. Đó, tập cho sao nhẹ thôi. Thấy không? Kéo nhẹ nó đánh lên đùi. Đó. Kéo đùi nhẹ. Rồi, khi nó làm đứa đó được rồi đó nè. Rồi bây giờ hai 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 miếng xương
xương này, nó là xương này này, dưới cục xương này nè mọi người nè, hai cục xương này nè, cục này nè, nè thấy không, không không phải vậy nè, cái này nè, cái này nó fix nè, cái này đụng đẩy nè, cái bàn tay nó đụng đẩy, nè chứ là phải là thêm hai cái đó, đó là vậy đó, thấy không? Tức là một, em phải nhớ trong nguyên tắc đánh mũ nó, một cái đụng đẩy và một cái cứng, cứng mềm, cứng mềm, đó, đó thấy không? Ok, rồi bây giờ đánh lên miệng, đánh lên miệng là cái này nè, đánh đụng vô trong càng của em nè, không giờ đụng, đụng không giờ đụng răng á, rồi đánh rồi nói tất cả những chữ gì, nói, mình đừng cho ra tiếng. Là nè, AO nè. Lúc đó là em không được thở, tất cả cái cổ em nó đó. Giống như là có ai bị chận bóp cổ em vậy nè. Em chưa làm được, phải từng một cái đó. Không, thì cũng vậy, thì nó cho em biết nhiều là đánh, em nhớ. Dạ. Rồi có mấy cái hình này là chụp. Đúng không? Mình cái này nó phải hở ra. Nó không, nó phải hở ra. Rồi em làm ra đi. Chụp gần nè.